ga Sóng Thần, Bình Dương, ga hàng hóa lớn nhất của khu vực phía Nam. Sau gần 100 năm hoạt động, hạ tầng thiết bị đã xuống cấp, tồi tàn. Mỗi năm có khoảng 1 triệu tấn hàng hóa thông qua, thế nhưng chỉ có vỏn vẹn 200 triệu đồng để tu bổ. Ở đây là rất nhiều nhà đầu tư, các doanh nghiệp lớn muốn vào đầu tư kết hợp với ngành đường sắt trong cái việc đầu tư kho, bãi, đầu tư các cái phương tiện xếp chở. Nhưng mà hiện nay chúng ta cũng chưa có một cơ chế nào. Khu đất gần 2 hectare này thì được ngành đường sắt dự kiến bàn giao cho một doanh nghiệp xã hội hóa để làm bãi bốc xếp container. Tuy nhiên sau hơn 2 năm thì đến nay vẫn chưa thực hiện được. 2 năm về trước, doanh nghiệp này đã cùng với ngành đường sắt lên kế hoạch đầu tư hạ tầng logistics tại ga Sóng Thần. Nhưng đến nay vẫn nằm trên giấy vì chưa có cơ quan có thẩm quyền nào phê duyệt. Đại diện doanh nghiệp cho biết họ có sẵn nguồn hàng khoảng 500.000 tấn mỗi năm, tương đương với một nửa công suất của ga Sóng Thần để vận chuyển bằng đường sắt. Thậm chí, doanh nghiệp cũng đã từng thử nghiệm thành công đoàn tàu container hàng lạnh Nam Bắc, nhưng rồi cũng phải tạm dừng. Hàng loạt nút thắt trên, ngành đường sắt vẫn chưa giải quyết được. Điểm vướng mắc vẫn là cơ sở tầng, vì hiện nay chúng tôi đang có hàng hóa, khách hàng chúng tôi cũng có hàng, đang có nhu cầu vận chuyển trên đường sắt. Tuy nhiên là không thể nào đem hàng đến đường sắt được, vì thời gian thì chậm, năng suất thì thấp, chi phí thì cao. Hiện 100% các ga hàng hóa trên cả nước đã khai thác gần trăm năm cũng đang trong tình trạng xuống cấp tương tự. Bởi kinh phí cho việc đầu tư hạ tầng vẫn chỉ trông chờ vào nguồn ngân sách ít ỏi, trong khi tư nhân có nhu cầu đầu tư để tận dụng lợi thế vận tải hàng hóa đường dài. Nhưng những nút thắt về cơ chế còn chưa được tháo gỡ thì vốn tư nhân và nhu cầu đầu tư hạ tầng đường sắt vẫn chỉ là những đường thẳng song song.